Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là game Tiểu Ngạo Vina Game, một game mà chuẩn bị ra mắt. Hiện tại thì nó đang cho test mà thôi. Bây giờ thì mình đang bao test thử nhá. Ok, gì đây? What the hell? À, như vậy thì đây là hướng dẫn chúng ta chia mồi tướng. Đây là ai đây? Cúc Nguyệt Hiên, một cái tên rất lạ các bạn. Trong tất cả những phim, những truyền về võ hiệp kiếm dung thì mình thích nhất là hai bộ phim, đó là Tiểu Ngạo Giang Hồ và Lục Đình Ký. Như vậy thì đầu game nó cho chúng ta hai nhân vật, một nam một nữ, và mở thêm một nhân vật là ba miễn phí này. Để xem cho test thì nhận được cái gì không. Để cho test mà không tăng cái gì nhỉ. Cao Nguyệt Hiên, mình thấy là game này được hay đó là có rất nhiều vị trí nhân vật. Mình nghe nói là khoảng 8 vị trí nhân vật. Nhưng mà đồ họa thật sự nó chưa đẹp thôi các bạn. Đồ họa nó hơi chibi. Sao không có auto nhỉ? À, trên này. Như vậy vượt ai 5 thì nó mới cho auto. Đây là kỹ năng Hoa Rơi Hữu Ý, Thủy Hữu Anh Hùng. Như vậy thằng này là của phim Thủy Hữu 108 Anh Hùng Lưới Sơn Bạc. Cựu bá, cái nhiệm vụ nó có vẻ như là nó khó chịu như vậy. Mỗi bên là chúng ta có thể xếp 10 vị trí và chọn 8 nhân vật. Hiện tại thì server nó đang test. Bạn nào muốn chơi thì có thể xuất từ Tiểu Ngạo Vina Game. Mình thì đang muốn vào tìm hiểu xem game này có chơi được không. Thế nhân tiện là cùng quay video luôn để giới thiệu đến các bạn. Đạt cấp 6, tìm đệ tử Bách Thảo Môn. Tăng cấp. Cái này game này nhiệm vụ nó có vẻ như là không dễ dàng như những game khác tới vậy. Nó cũng khiến chúng ta kết một loạt. Nó cần phải có sự tìm hiểu nhất định. Nó cũng mang một chút khởi hưởng về game nhập vai, mình nghĩ như vậy. Cái gì đây? Xuất hiện không tấn công này. Đến khu dân cư đem thuộc cho Lữ Đại Nương.
À, bây giờ thì mình hiểu được quy tắc của nó rồi. Hãy cho cẩn thận. Nộp. Để bị trừ điểm nhân nghĩa kìa. What the hell? Hiệp khách. Như vậy thì hiện tại ô như vậy là mình chọn phe phe ác, vậy vậy điểm nhân nghĩa là bị trừ. Đây là cựu âm bạch cục trào, thôi tâm bạch cục trào, một skill trong cựu âm bạch cục trào. Và đây là nhân vật Quách Tương. Quách Tương cũng là một nhân vật luyện bạch cục trào. Nếu như các bạn chưa biết thì Quách Tương đó là con gái, con kẻ út của Hoàng Dung và Quách Tịnh. Thằng này là ở trong phim Thị Hự. À bây giờ chúng ta hãy cùng vào vào cái tam hiệp này để xem tướng nhá. Không biết có chết. À, có tuổi sớm phi hồ này, tưởng nó rất nhiều các bạn, và tập hợp ở rất nhiều phim truyện. Bây giờ chúng ta cùng xem qua nhá. Ba sao Lam Đình. Lam Đình này mình nghe rất quen, tên rất quen. Vàng đục nhập hóa, à đây là mình nghĩ rằng đây là một nhân vật trong tiểu ngài giang hồ. Tiểu Long Nữ thì tất nhiên là của Dương Quá mà thật ra là nó của Doãn Chí Bình. Kỹ năng của nó cũng rất là thú vị thưa các bạn, mình nghĩ là game này là rất thú vị. Như vậy là nó duyên phần với Vương Ngự Yên này, Hương Nhi này, Hoàng Dung này, Tiêu Dao Tăng, Chu Chỉ Nhược, Thiên Phú. Ôi mình nghĩ game này cũng rất hay đây. Đây là một phiên bản của OMG 3Q nhưng mà theo kiếm hiệp Hoàng Dung. Hoàng Dung là vợ của Quách Tịnh trong phim Anh Hùng Sa Điêu, Tuyệt Sơn Phi Hồ. Sao là Tuyệt Sơn Phi Hồ nhỉ? Tất nhiên là phim Tuyệt Sơn Phi Hồ rồi, nhưng mà tại sao lại có nhân vật này nhỉ? Hồ Nhất Đao. Trong Tuyệt Sơn Phi Hồ là có nhân vật nổi tiếng đó là Hồ Nhất Đao, Chu Chỉ Nhược, Cú Chỉ Ngược. Như bạn đặt đổi tên lại rất là thú vị, đó là Cú Chỉ Ngược. Phong Suy Thiết, đây chắc là nhân vật trong phim ở trong truyện của Cổ Long, truyện gì nhỉ, truyện gì mà thằng này là, ôi mình quên mất, truyện gì mà có thằng có hai bộ râu, thằng nhân vật chính đấy. Tây Môn Sĩ Tuyết hình như cái gì ấy mà mày không nhớ chính xác không nữa, nhưng mà đây chắc chắn là trong phim đó. Tây Môn Sĩ Tuyết không nhỉ? Hương Nhi. Hương Nhi này cái tên cũng là kỹ năng của nó, Thất Huyền Kiếm Ý. Già Xoa là một con quỷ. Hư Chân, Tấn Hồng Hương, những nhân vật rất lạ này. Khương Vấn Hoa không biết, Cổ Thực không biết, Phó Kiếm Hàng không biết, Vô Nhân Phương Trường chắc là Thủ Lâm. Tiếng Âm,
trong lục chỉ cầm ma. Thật ra mình đoán bằng mình đồng bày mà thôi. Hoàng Dược Sư là không tấn công Đại Lý Thiên Tăng mà trong anh hùng tam bộ khúc truyện giấy Nguyệt Hiền, có lẽ là Tuyệt Tinh Cốc. Mình nghĩ là game này nó rất thú vị đấy các bạn, kỹ năng của nó rất là hay, rất đa dạng. Thẩm Tướng Vân không biết, Mang Lô La hả? Dạ chịu. Mình nghĩ tương lai nó sẽ có update rất nhiều nhân vật, tại vì nó có bản quyền của rất nhiều truyện khác nhau. Nhâm Kiếm Nam biệt này, Đường Phi, Vương Ngữ Yên, Quách Tương, Lý Mặc Sầu, Trác Nhân Thanh, Tào Đại. Đó là những vị tướng cơ bản. Mình nghĩ sau này nó sẽ có update rất nhiều. Như vậy vừa rồi chúng ta vừa xem qua chỗ tướng đến từ quán hỏi tiệu bố đầu. Chúng ta ra ngoài này được quá. À da, nó dịch theo ngôn ngữ của cho tên tri nghe. Dạ lục phiến môn tiểu bạch hổ. Rồi để mình giải dòng thử nhá. Nghe dạ, triều đình hành xử không liên quan thì mau rời đi. Thần tưởng người ta sùng bái nhất chính là Quách Tĩnh đó mà. Mà qua triều đình hành xử không liên quan thì mau rời đi. Ok, cái dòng dài dòng này là mình học được từ game Danh Tướng Bá Quy. Mình thấy rằng trong game Danh Tướng Bá Quy cái phần chắc vui ấy có rất nhiều bạn dài dòng rất thú vị, nên mình tập khoảng 2 ngày. Mình tập 2 ngày nhá, mình tin nếu như mình tập nhiều thì sẽ thuần thục hơn để sau nuôi tù hợp. Tù hợp ở dưới đây. Ngay già, người ta thật không hiểu những kẻ giang hồ, các người đánh nhau suốt ngày có gì vui. Mình thoát. Bán thảo dược đây. Ai già, người ta hạ bán thảo dược đây. Không có ai mua không có hả? Không có ai mua đâu hả? Mình nghĩ là chơi game này để giải dòng kinh nghiệm là rất là thú vị đấy. Nhưng mà tụ hợp để làm gì nhỉ? Để rồi, người này thoáng mát sáng sủa, làm gì có hổ. Không biết. Ồ đây là, ồ sao lúc này cũng có những vật này nhỉ? Một trong tự hung đồ mình nhận là bắt cái. Như vậy đây là những vật để xem. Đúng ta tái độc nám để bắt cái. Không phải là hông tất công, mà là hông nhất công. Thất là 7, nhất là 1. Nghe già, bây giờ nó vẫn chưa có auto đó đã hả? Ôi, chết một thằng. Nghe già, chết một em rồi đó hả? Cái thằng này nó thật cũng mạnh quá đó mà. Mình nghĩ game này nếu như mà nó ra nhiều tưởng nó càng thú vị hơn nữa. Nhiều tưởng như game hiệp khách giang hồ ấy. Mình nghĩ bây giờ phải chơi cho nó phạt kiếm cái bào rồi test sau đi. Còn bây giờ hơi chán này, tại vì sau này nó sẽ reset lại. Nó già đúng vậy, ta còn 3 ngàn năng lượng đây mà tiếp tục lừa thôn dân đưa tiền. Là tiếp tục lừa để những nghĩa bị trừ đi nữa. Ôi nó trừ những nghĩa kìa, những nghĩa chắc tàn bạo đây. Nghe già
Mình thật là mê gái quá đó, đó mà. Đúng à, kiếm khách. Như vậy đang nổi lên xanh lục rồi. Sau này không có bị, sau này không biết có cự ngựa bằng cống gì không. Các bạn thấy các vị trí nhá. Như vậy thì hiện tại ba vị trí này, lên 11 là 4 này, 17 là 5, 24 là 6, 28 là 7, 30 là 8. 8 vị trí. Tao hôm mà hiển mẫu. Tao hôm hiển mẫu cho nó. Bồi dưỡng. Tôi làm nhiệm vụ tiếp nha. À dạ, đến quán trường báo cáo cho trưởng thôn. Trưởng thôn à, nơi nào giải quyết xong lão hổ chưa? Game nên là có tính chất kiểu như là nó mở rộng hơn, chứ không phải là cứ theo một mạch. Mình nghĩ là game này là cũng có một sự thay đổi đáng kể, tăng hoa. Nhưng ta không có hoa cốc, đành bỏ qua. What the hell, bỏ qua là mất nhân vật, mất nhiệm vụ luôn. What the hell, ôi what the hell, như vậy bỏ qua cái mất hết nhiệm vụ luôn. Để bây giờ bị làm gì đây? Đùa nhau à? À bây giờ làm lại này. Như vậy là không phải là mất hoàn toàn mà chúng ta được quyền làm lại. Tôi sẽ tỉ thí. Bắt đầu. Tự động này, ok, tự động rồi, Như vậy là mình đã mở được tính năng tự động chiến đấu. Thật sự nếu như game này mà nó đầu tư vào hình ảnh tốt hơn nữa, hình ảnh mà kiểu như là trang hồi hiệp cách lần ấy, là quá tuyệt vời luôn. Nghe dạ, hình ảnh làm gì mà xấu quá đi mà, nó như cháu tao vẽ à. Có lẽ đến lúc mà game này nó open chính thức thì mình đã hoàn thiện được cái dòng dài dòng tổng cháu tinh tri ấy. Các bạn lưu là mình chỉ tập 2 ngày thôi nhá, nên bạn nào muốn tập thì có thể tập cũng được. Cái vào game danh tự ba quy nó nghe tụi nó chắc học theo. Ok, mình sẽ dừng video ở đây nhá. Chúng ta chỉ vào tham khảo chủ tướng cách chơi mà thôi. Xin chào mọi người nhá. Cái nhà tại hạ xin chào tất cả các bạn.